Xin kính chào và mời quý vị theo dõi chuyên mục Bảo vệ pháp luật của truyền hình Kiểm sát Nhân dân. Thưa quý vị, tội phạm ma túy được coi là tội phạm nguồn của mọi loại tội phạm. Ma túy bất hợp pháp là một trong những nguyên nhân gốc dẫn đến bất ổn xã hội, trộm cắp, giết người cùng hàng loạt những tội phạm có tính chất đặc biệt nghiêm trọng khác. Vụ án bắt cóc, hiếp dâm, giết người gây chấn động dư luận xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên vào đầu năm 2019 vừa qua là một trong những ví dụ về hệ lụy của ma túy, về những nỗi đau mà ma túy mang lại. Tuy cho đến thời điểm hiện tại, các cơ quan tiến hành tố tụng của tỉnh Điện Biên chưa đủ căn cứ để kết luận việc nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên bị bắt cóc do việc mua bán không sòng phẳng giữa mẹ của nữ sinh này với đối tượng Vì Văn Toán, chủ mưu vụ bắt cóc. Thế nhưng không thể phủ nhận một trong những nguyên nhân dẫn đến cái chết tức tưởi của nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên có liên quan đến ma túy. Qua quá trình điều tra vụ án bắt cóc, hiếp dâm và giết nữ sinh Cao Mỹ Duyên, Bùi Văn Công sinh năm 1975, trú tại đội 11 xã Thanh Nưa và Phạm Văn Nhiệm sinh năm 1976, trú tại đội 19 xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, viết đơn tố giác với nội dung vợ chồng Vì Văn Toán, Vì Thị Thu có hành vi mua bán và chứa chấp người sử dụng ma túy. Bằng chứng là vào khoảng đầu năm 2019, Bùi Văn Công và Phạm Văn Nhiệm có mua 4 viên methamphetamine và sử dụng ở nhà Vì Thị Thu tại đội 5 xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra công an tỉnh Điện Biên xác định khoảng giữa tháng 5 năm 2017, một người phụ nữ tự xưng là Hiền, trú tại đội 5 xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, có tìm gặp Công đặt vấn đề mua 4 bánh heroin với giá 160 triệu đồng một bánh. Đến cuối tháng 5 năm 2017, Công hẹn sẽ mang đến khu vực nghĩa trang xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên giao cho Hiền. Đồng thời Công xin số điện thoại của Hiền để tiện liên lạc. Sau đó, Công điều khiển xe máy đến nhà Thu để lấy heroin. Đồng thời trên đường đi, Công rủ thêm Hùng đi giao hàng của mình và hứa sẽ trả công. Tại nhà Thu, Công và Hùng sử dụng 8 viên methamphetamine và một gói nhỏ heroin rồi mới đi giao hàng. Vì Văn Toán là chồng Thu chứng kiến toàn bộ sự việc. Lấy được ma túy từ nhà Thu, Công trực tiếp giao ma túy cho Hiền. Hiền đưa Công 290 triệu và bảo nợ 30 triệu rồi ra về. Hùng đứng cách đó 1,5 mét chứng kiến toàn bộ sự việc. Xác định đây là một vụ án phức tạp. Thứ nhất, vụ án mua bán trái phép chất ma túy này được phát hiện trong quá trình điều tra vụ án bắt cóc, hiếp dâm, giết người gây rúng động dư luận đầu năm 2019 xảy ra tại tỉnh Điện Biên, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Thứ hai, vụ án mua bán trái phép chất ma túy này là vụ án truy xét, thời gian xảy ra đã lâu. Vì vậy, các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Điện Biên đã có sự phối hợp chặt chẽ ngay từ giai đoạn đầu của vụ án nhằm tránh bỏ lọt tội phạm. Mặc dù là cái số lượng ma túy này thì này cũng không phải là quá lớn so với những cái vụ án ma túy ở tỉnh Điện Biên này. Tuy nhiên cái tính chất phức tạp nó liên quan đến một cái vụ án khác mà các cái đối tượng này đã thực hiện, và cái đối tượng mà xác định là khó khăn nhất trong cái vụ này để chứng minh hành vi phạm tội thì lại cũng có liên quan đến cái vụ án mà các đối tượng mà đã khai báo ra Trần Thị Hiền. Thế nên là cái việc phối hợp được xác định là phải hết sức là chặt chẽ trên cơ sở quy định của pháp luật. Sự việc là vào năm 2009 và 2017, các đối tượng này cũng đã có cái sự tham gia mua bán ma túy với nhau. Cho đến khi mà điều tra mở rộng cái vụ án mà Cao Mỹ Duyên bị sát hại ấy, thì trong quá trình điều tra thì mới phát hiện cái tội phạm này, thì cơ quan điều tra công an tỉnh Điện Biên cũng đã khởi tố vụ án và tách cái vụ án này thành một vụ án độc lập về cái việc mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy để điều tra. Thì các bị can này thì hầu hết là chỉ mỗi bị can Trần Thị Hiền là chưa có tiền án tiền sự, còn lại 4 bị can đều có tiền án tiền sự, thậm chí có 2 tiền án tiền sự. Các đối tượng tiền án tiền sự này toàn là tiền án tiền sự về mua bán trái phép ma túy, và thậm chí có những đối tượng vừa mới ra tù được khoảng nửa tháng thì đã thực hiện hành vi phạm tội, tiếp tục thực hiện phạm tội. Cho nên là trong quá trình điều tra vụ án này, đấu tranh với các bị can là rất khó khăn. Điều khiến các cơ quan tố tụng tỉnh Điện Biên phải cân nhắc, xem xét là sự xuất hiện của đối tượng Trần Thị Hiền trong vụ án này. Bởi theo những gì các đối tượng Vì Thị Thu, Vì Văn Toán, Bùi Văn Công
Lương Văn Hùng khai nhận thì Trần Thị Hiền cũng là một mắt xích trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy này. Điều đang nói là Trần Thị Hiền lại chính là mẹ đẻ của nạn nhân Cao Mỹ Duyên trong vụ án bắt cóc, hiếp dâm giết người gây rúng động dư luận. Vậy Trần Thị Hiền có phạm tội hay không? Nếu Trần Thị Hiền có phạm tội thì liệu có mối quan hệ nào giữa vụ án mua bán trái phép chất ma túy với vụ án giết hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên hay không? Lời khai của Hùng, Công Toán có đáng tin cậy hay chỉ là thủ đoạn quanh co của các đối tượng này là những câu hỏi mà các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Điện Biên cần tìm lời giải đáp. Đây là một vụ án truy xét và thứ hai là bắt tạm giam. Thì trong quá trình mà nghiên cứu tài liệu thì phải mời kỹ sát viên tham gia ngay từ khi ban đầu mà phát hiện ra là đây là tài liệu mà xuất phát từ một cái vụ án ma túy ra thì mới xảy ra cái vụ giết người, cướp tài sản này. Thì đã mời kiểm sát viên rồi tham gia để nghiên cứu kiểm sát án ngay từ đầu đến khi mà duyệt để mà xác định là đây là một vụ án mua bán ma túy xảy ra thì mời lãnh đạo viện kiểm sát tỉnh cùng lãnh đạo công an điều tra, lãnh đạo công an điều tra tỉnh và thủ trưởng công an điều tra công an tỉnh để mà họp bàn xem là đây cái việc đây có phải là một cái việc xảy ra thật không hay là một cái việc mà đặt ra một cái tình huống là các bị can. Vì chính thì tôi nói này là chính là Trần Thị Hiền là nạn nhân của một chung vụ án này, nhưng đồng thời lại là một cái đầu mối của tiêu thụ ma túy, cho nên là hai cái vấn đề này nó khác nhau. Cho nên là khi phân tích thì cũng được sự đồng thuận của viện sát rồi là các ngành liên quan thì phối hợp mà cùng đánh giá một cách khách quan tỉ mỉ để sau này mà tránh cái việc mà bạn oan sai. Sau khi có dấu hiệu về tội phạm thì cơ quan điều tra và viện kiểm sát đã tiến hành họp và sau đó tiến hành đánh giá chứng cứ và khởi tố các đối tượng. Thì sau khi khởi tố thì đã phân công cho kiểm sát viên tiến hành tham gia các cái hoạt động thực hành quyền công tố trong việc kiểm sát hoạt động điều tra đối với vụ án bị can Trần Thị Hiền và các cái đồng phạm. Và cũng được cái sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo viện, lãnh đạo cơ quan điều tra, thì điều tra viên và kiểm sát viên thường xuyên phối hợp và đánh giá chứng cứ. Nếu như có vấn đề gì thì sẽ cùng nhau bàn bạc và để đưa ra những cái hướng điều tra tiếp theo. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Điện Biên, các kiểm sát viên được phân công kiểm sát vụ án luôn bám sát mọi hoạt động điều tra, phối hợp chặt chẽ cùng các điều tra viên của Công an tỉnh Điện Biên đấu tranh với các đối tượng. Sau một thời gian dùng các biện pháp nghiệp vụ, các đối tượng Vì Thị Thu, Bùi Văn Công, Vì Văn Toán, Lương Văn Hùng đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, Trần Thị Hiền một mực khẳng định không hề có bất cứ mối quan hệ hay quen biết nào với bốn đối tượng kia, cũng như phủ nhận hoàn toàn hành vi mua bán trái phép chất ma túy với Toán, Công và Hùng. Bên cạnh đó, việc vụ án xảy ra đã lâu, vật chứng liên quan trực tiếp đến vụ án thì một là đã không còn, hai là ma túy đã được mua bán chót lọt nên không giữ được. Do vậy, quá trình củng cố chứng cứ gặp rất nhiều khó khăn. Trong quá trình tham gia mua bán ma túy này có trao đổi qua điện thoại, rồi lại có tình tiết là hẹn địa điểm để giao hàng. Nhưng khi mà khó nhất là cái vấn đề là bây giờ là về cái tài liệu chứng cứ mà ví dụ như là rút lý điện thoại này, rồi là cuộc gọi này, các thứ là đã khá lâu rồi không thực hiện được. Thứ hai là quá trình mà các đối tượng cho đồ điện thoại này thì bây giờ là các đối tượng không sử dụng cái điện thoại cũ nữa, SIM thì các đối tượng đã vứt đi hết rồi, thì rất là khó khăn cho các điều tra cái việc này. Trong quy định của pháp luật ấy, thì cái việc của khai báo của bị can, cái việc nhận tội của bị can, bị cáo chỉ là một trong những cái căn cứ thôi. Và có một cái nguyên tắc là không được dùng cái lời khai duy nhất của bị can, bị cáo để làm cái chứng cứ buộc tội. Nên chúng tôi vẫn chỉ đạo của phòng nghiệp vụ của hai đơn vị là củng cố tài liệu chứng cứ bằng các biện pháp điều tra khác, chứ không nhất thiết phải chỉ dựa vào lời khai của nhận tội của Trần Thị Hiền. Chúng tôi xác định ngay từ đầu là cái đối tượng này là sẽ không bao giờ phải nhận. Đấy, rất khó khăn trong cái công tác đấu tranh này, nhưng mà yêu cầu kiểm sát viên là phải bám sát với điều tra viên thường xuyên. Có những vấn đề gì mà phát sinh các tình tiết mới
thì lại tiếp tục yêu cầu điều tra, chứ không phải nhất thiết là yêu cầu điều tra một lần, có thể yêu cầu nhiều lần. Vì quá trình lúc mình yêu cầu thì nó chưa phát sinh ra các tình tiết mới, thì quá trình điều tra thì mình thấy nó phát sinh các tình tiết mới mà nó quan trọng thì mình lại tiếp tục không yêu cầu bằng mồm thì có thể yêu cầu bằng văn bản đấy, thì để điều tra viên đi đúng cái định hướng của mình. Với một vụ án truy xét có tính chất phức tạp như thế này, kiểm sát viên được phân công thụ lý vụ án không những luôn theo sát vụ án mà khi có bất cứ tình tiết mới nào đều trao đổi đánh giá kỹ lưỡng với điều tra viên, báo cáo kịp thời với lãnh đạo phòng, lãnh đạo viện, đề xuất với lãnh đạo viện ban hành yêu cầu điều tra để định hướng công tác điều tra tiếp theo, cũng như đảm bảo việc điều tra vụ án được đầy đủ, khách quan và toàn diện. Ngoài yêu cầu tổ chức cho các đối tượng Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng đối chất và nhận dạng Trần Thị Hiền, viện kiểm sát còn yêu cầu cơ quan điều tra tổ chức thực nghiệm điều tra dựa trên lời khai của các đối tượng như thời gian, không gian, địa điểm Công và Hùng giao heroin cho Trần Thị Hiền, vừa để xác thực lại lời khai của các đối tượng, vừa để xác định xem Hùng có thể nhận ra Hiền trong điều kiện thời gian, không gian và ánh sáng như vậy hay không. Bên cạnh đó, việc chiếc xe máy Hiền điều khiển đi gặp Công khi đặt vấn đề mua ma túy và đi lấy ma túy tại Nghĩa Trang cũng là một điểm khiến các cơ quan tiến hành tố tụng chú ý. Khi được hỏi về chiếc xe, Hiền khai rằng thời gian năm 2017, Hiền gửi xe xuống Thái Nguyên vì con gái lớn là Cao Thảo Loan phải đi thực tập. Tuy nhiên, quá trình xác minh thông tin, thời gian Loan đi thực tập là năm 2018, lệch so với thời gian Hiền khai. Trong quá trình điều tra thì bị can này là có cái xe này lại để cho con gái đi đang học trên Hà Nội. Thế thì hai mẹ con bị can với tức là còn đứa con gái nhà đấy thì khai nó không khớp nhau. Thì quá trình cơ quan điều tra đã thu thập về cái xe đấy thì thấy cái đối tượng Trần Hiền này là khai không thật thà. Cái thời điểm mà con gái đem xe đi xuống trường học đấy thì nó không thực tế với cái thời xe đang để ở nhà. Qua tài liệu chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập được, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Điện Biên quyết định truy tố Vì Thị Thu và Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng, Trần Thị Hiền và Vì Văn Toán về tội mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài ra, Vì Văn Toán bị truy tố thêm tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Ngày 27 tháng 11 năm 2019, vụ án ma túy đối với 5 bị cáo Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng, Vì Thị Thu, Vì Văn Toán và Trần Thị Hiền được Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đưa ra xét xử sơ thẩm. Tại phiên tòa, mặc dù vẫn ngoan cố chối tội, nhưng bằng những chứng cứ không thể chối cãi và lập luận sắc bén của kiểm sát viên, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên tuyên các bị cáo Vì Thị Thu, Lường Văn Hùng và Vì Văn Toán tù chung thân. Các bị cáo Bùi Văn Công và Trần Thị Hiền cùng lĩnh mức án 20 năm tù giam. Ngoài ra, hội đồng xét xử cũng tuyên truy thu bị cáo Vì Thị Thu hơn 100 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước. Chúng tôi khẳng định rằng là mặc dù Trần Thị Hiền không khai nhận nhưng mà đủ các cơ quan thi hành tố tụng là đủ cơ sở để chứng minh hành vi phạm tội của Trần Thị Hiền về cái lần mua bán trái phép hai bánh heroin đối với Bùi Văn Công và Lương Văn Hùng. Từ khi bị bắt cho đến khi bị đưa ra xét xử, bị cáo Trần Thị Hiền chưa một lần thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy của mình. Vì Trần Thị Hiền biết rằng việc mình thừa nhận hành vi phạm tội cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận mình là nguồn cơn dẫn đến cái chết đau đớn và oan uổng của con gái mình. Chỉ vì có người thân dính vào cái chết trắng mà một cô gái tuổi đôi mươi đã bị tước đoạt mạng sống một cách man dợ ngay vào thời điểm đẹp nhất của cuộc đời. Dù không nhận tội, nhưng bản án lương tâm sẽ theo Hiền suốt cả cuộc đời. Thưa quý vị, chương trình truyền hình Kiểm sát Nhân dân kỳ này của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.